Theo Vietnamnet, quân đội Ukraine tuyên bố, lực lượng biên phòng đã ngăn chặn và phá hủy các xe bọc thép của Nga tiến công gần làng Bichen thuộc vùng Kharkov, đông bắc đất nước. Theo lữ đoàn Bomstar thuộc Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine, cuộc truy đuổi các xe bọc thép của Nga do đại đội máy bay không người lái tấn công thực hiện, nhiều loại UAV khác nhau đã được điều động. Trong đoạn video do nhà chức trách Ukraine đăng tải, các UAV hạng nặng của họ đang cuồng liệng phía trên những phương tiện bọc thép bị hư hại của đối phương và thả bom công phá. Trang tin quân sự Militarny cho hay, chiến thuật này đã giúp quân Kiev phá hủy ít nhất 3 xe chiến đấu bộ binh và một xe tăng T-72B3M có trang bị hệ thống giả mìn bánh xích KMT-6 của Moscow. Các nhà phân tích thuộc dự án Deep State, kênh thông tin quân sự có quan hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine lưu ý, binh lính Nga từ làng Bichen đang cố gắng di chuyển về phía đường Borova-Kubiansk, tuyến hậu cần chính trong khu vực. Các lực lượng Kiev đang nỗ lực ngăn chặn đà tiến của đối phương ở hướng này.